Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học lịch sử và địa lý lớp 5 trên trang web học trực tuyến alm.vn Trong video này, các con sẽ cùng tìm hiểu về Vương quốc Champa. Trước tiên, con hãy nhìn hình ảnh này và đoán xem di sản văn hóa tiêu biểu của Vương quốc Champa là gì? Đúng vậy, Đền tháp chính là di sản văn hóa tiêu biểu của Vương quốc Champa. Trong bài học ngày hôm nay, các con sẽ cùng khám phá về vị trí, đặc điểm kiến trúc và một số câu chuyện về đền tháp Champa. Chúng mình cùng bắt đầu bài học nhé. Phần 1: Giới thiệu một số đền tháp Champa. Vương quốc Champa được thành lập từ khi nào và ở đâu? Các con hãy đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi này nhé. Chúng mình cùng kiểm tra câu trả lời với cô nào. Thời gian Vương quốc Champa thành lập là vào khoảng cuối thế kỷ 2. Địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân Champa là ở miền Trung Việt Nam ngày nay. Trong khoảng 13 thế kỷ tồn tại và phát triển, cư dân Champa đã xây dựng được nhiều đền tháp và một số đền tháp vẫn còn dấu tích cho đến ngày nay. Đây là lực đổ, một số đền tháp Champa ở Việt Nam. Còn hãy quan sát lược đồ này và xác định vị trí của một số đền tháp Champa còn tồn tại đến ngày nay. Chúng mình cùng cô kiểm tra câu trả lời. Vị trí của một số đền tháp Champa còn tồn tại đến ngày nay. Đó là Tháp Mỹ Sơn ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Tháp Hương Mỹ ở Núi Thành, Quảng Nam. Tháp Bánh Ít ở An Nhơn, Bình Định. Tháp Nhạn ở Tuy Hòa, Phú Yên. Tháp Bô Na Ga ở Nha Trang, Khánh Hòa. Tháp Po Clong Ga ở Phan Rang, Tháp Tràm, Ninh Thuận. Tháp Phô Sa Y ở Phan Thiết, Bình Thuận. Trên đây là vị trí của một số đền tháp trăm Pa vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Câu hỏi tiếp theo, cư dân Champa xây dựng đền tháp để làm gì? Cư dân Champa xây dựng đền tháp để làm nơi thờ cúng thần linh và sinh hoạt cộng đồng. Vậy, những đền tháp này có ý nghĩa gì đối với dân tộc Chăm? Đền tháp Champa có ý nghĩa vô cùng lớn đối với dân tộc Chăm. Đền tháp đã trở thành biểu tượng văn hóa và tôn giáo của dân tộc này. Như vậy, trong phần 1 các con đã tìm hiểu về sự thành lập vương quốc Champa và vị trí, ý nghĩa của đền tháp đối với dân tộc Cham. Sang phần 2, con sẽ tìm hiểu sâu hơn về kiến trúc của đền tháp Champa. Các con hãy xem đoạn video sau và trả lời câu hỏi. Đền tháp Champa có kiến trúc như thế nào? Các đền tháp Champa phần lớn được xây dựng bằng gạch nung màu đỏ kết hợp với đá sa thạch. Trong mỗi khu đền tháp, các tháp có kiểu dáng đa dạng. Phần lớn các đền tháp được xây dựng theo kiểu hình tháp với những tầng bậc thu nhỏ dần đến đỉnh. Tháp chính có kiến trúc thân vuông, ở giữa rộng tạo thành điện thờ. Cửa chính của tháp thường mở về hướng đông. Tường bên ngoài tháp được trang trí các họa tiết hoa văn hình hoa lá, hoa cúc, hoa sen, hình động vật, voi, sư tử. Chúng mình cùng cô kiểm tra câu trả lời. Các đền tháp Champa phần lớn được xây dựng bằng gạch nung màu đỏ kết hợp với đá sa thạch. Trong mỗi khu đền tháp, các tháp có kiểu dáng đa dạng. Phần lớn các đền tháp được xây dựng theo kiểu hình tháp với những tầng bậc thu nhỏ dần đến đỉnh. Mỗi tầng hình trang trí được lặp lại giống nhau. Tháp chính có kiến trúc thân vuông, ở giữa rộng tạo thành điện thờ. Cửa chính của tháp thường được mở về hướng đông. Bao quanh tháp chính là những ngôi tháp nhỏ. Tường bên ngoài tháp được trang trí các họa tiết hoa văn, hình hoa lá như hoa cúc, hoa sen hay hình động vật như voi, sư tử. Một trong những khu tháp tiêu biểu của cư dân Champa là Mỹ Sơn. Khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đây là một quần thể kiến trúc với khoảng hơn 70 đền tháp nằm trong một thung lũng được bao quanh bởi đồi, núi. Đây là nơi tổ chức lễ tế và đặt lăng mộ của các vị vua, hoàng tộc của vương quốc Champa. Từ năm 1999, khu di tích này đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra, tháp bánh ít cũng là một trong những kiến trúc đền tháp Champa tiêu biểu. Tháp bánh ít hiện nay nằm trên một ngọt đồi tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tương truyền người dân địa phương quan sát thấy hình dáng tháp giống chiếc bánh ít đây là một loại bánh đặc sản ở bình định được làm bằng bột gạo có hình như chiếc nón lá úp nên đã dùng tên này để đặt cho tháp tháp có tên gọi khác là tháp bạc gồm bốn ngọn tháp gần nhau một tháp chính giữa đỉnh đồi ba tháp nhỏ ở thấp hơn bên trong tháp chính là tượng nữ thần siva tọa trên đài sen đỉnh mỗi tháp đều có gắn tượng thần siva bằng đá Bên cạnh kiến trúc độc đáo, mỗi đền tháp lại gắn với một truyền thuyết, sự tích khác nhau. Trong phần 3, cô mời các con cùng lắng nghe một số câu chuyện về đền tháp Champa. Đầu tiên là truyền thuyết Phô Crong Garai, câu chuyện gắn với tháp Phô Crong Garai ở Ninh Thuận. Truyền thuyết kể rằng, có một cậu bé tên là Pho Ong, sinh ra với hình hài xấu xí, thân mình bị đầy gãy chốc. Một lần, trên đường đi làm, vì quá mệt, pho ong đã ngủ thiếp bên tảng đá ven đường và có một đô rồng trắng đã quấn quanh người cậu kỳ lạ thay các vết nghè chốc trên người pho ong biến mất bấy giờ nhà vua băng hà mà không có người nối dõi còn voi trắng từ trong chiều chạy ra ngoài tới quỷ trước pho ong và rước ông về từ đó pho ông được tôn lên làm vua gọi là vua pho clong garai trong thời gian trị vì nhà vua đã xây dựng nhiều công trình thủy lợi dạy dân cây cấy làm cho mùa màng bội thu, đời sống nhân dân hưng thịnh. Sau này, tháp Phô Cử Garai được xây dựng để tỏ lòng tôn kính đối với vua Phô Cử Garai. Câu chuyện thứ hai là sự tích tháp bà Ponaga, một đền tháp nổi tiếng ở Khánh Hòa. Cô mời các con lắng nghe câu chuyện này. Thủa xưa, trên núi Đại An ở Khánh Hòa có một thiếu nữ vốn là tiên nữ dáng trần làm con nuôi trong một gia đình tiểu phu một ngày nọ bị cha mắng nàng đã biến thân vào khúc kỳ nam và theo dòng nước trôi ra biển giặt đến vùng biển phía bắc thấy khúc gỗ có mùi thơm ngào ngạt người dân đến xem rất đông thái tử nước đó cũng tìm đến rồi đem khúc gỗ về cung và quý như báu vật một đêm nọ có cô gái xinh đẹp hương thơm ngào ngạt từ trong khúc kỳ nam bước ra và bị thái tử bắt gặp nàng xưng là thiên y Anna, sau đó kết hôn cùng thái tử. Thời gian trôi qua, do nhớ nhà, thiên y lại nhập vào khúc kỳ nam trở về làng cũ. Bà đã dạy dân cày cấy, ươm tơ, dệt vải, nhờ thế đời sống nhân dân thêm sung túc. Một ngày kia, có con chim hạc từ trên trời bay xuống, bà lên lưng hạc bay về trời. Nhân dân địa phương nhớ ơn của bà nên đã xây tháp bà Ponaga để phụng thờ. các con thân mến, trong bài học ngày hôm nay, các con đã tìm hiểu về sự thành lập Vương quốc Champa và vị trí, kiến trúc cùng một số câu chuyện gắn với đền tháp Champa. Cô cảm ơn các con đã theo dõi bài giảng. Hãy truy cập trang web học trực tuyến alm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo.